Clement nha mọi người. Hôm qua là đi qua bên Thân Dừa mà lúc đó đang đi quay phim gần đó mà không hề biết là Thân Dừa đang ở đó luôn. Cho nên là cầm cái túi đi quay phim cho nên là không có tiền trong đó. Hôm nay rút kinh nghiệm rồi, đi ăn bánh mì phải có tiền nha mọi người. Không có tiền không được đâu, kỳ lắm. Mình phải xếp hàng. Thôi bữa xếp hàng ngày hôm nay xong về đây tôi lùi luôn nè. Trời, 725 lượt view luôn, quá dữ. Hết bánh mì luôn. Em chào anh. Ôi trời ơi, hồ Bích Trâm xuất hiện. Trời ơi, anh cần phải xếp hàng không anh? Không cần các bạn, em nói đi, làm luôn. Cho em bữa bánh mì 2 triệu. Trời ơi. Anh nghe bữa bị 2 triệu. Anh nghe nói hôm qua Khương Dừa đêm xấu em nói là em đi ăn mà không có trả tiền vậy đúng không? Trời ơi. Hôm qua là ngoài ý muốn anh ơi. Tại vì hôm qua đi quay phim Muôn Kỷ Làm Dâu á, ở gần đó. Cho nên là cầm cái túi quay phim, cái túi thiết kế á. Cho nên là không có đem tiền theo. Em không cần đem tiền. Anh tặng em luôn. Thôi cái này là anh tặng em tiền. Dạ. Bỏ vô bao, bỏ vô ấy. Mọi người làm chứng giùm em nha. Anh Clement nói là cho em tiền để em bỏ vô trong con mì. Nói chứ em ủng hộ một ổ bánh mì. Rồi, bánh mì. Dạ, bánh mì chả. Bánh mì chả chị. Bánh mì chả. Dạ. Bánh mì chả nhiều ớt nha anh. Wow, giờ này Trâm qua là Trâm thấy là vắng bớt rồi đó mọi người. Sáng coi livestream thấy đông lắm luôn á. Buổi trưa người ta cũng dạ. Sáng giờ bán nhiều lắm đúng không anh? Hình như cập nhật số đi mấy bạn. Bao nhiêu các bạn ơi? Số của Trâm là số 6. Mình bây giờ mình sẽ phụ anh Clement thôi, em phụ anh bán bánh mì nha. Chơi luôn. Mọi người ơi, mua bánh mì mọi người ơi. Buổi trưa mình ăn cơm miễn phí tốn tiền lắm, mình mua bánh mì có 20 ngàn thôi. Cho em mượn ổ bánh mì để em rau chứ. Mấy ổ hả? 5
mổ bánh mì chả hả chị? Dạ. Mì chả. Dạ rồi, chờ em xíu nha, chị giữ số cho em nha. Dạ. À đây đây, chờ chị ghi cái tờ này nè. Yeah, thấy được cho mổ rồi. Rồi, hay quá, chắc em đi vô. Mì chả nha anh ơi. Chắc em đi vô trong 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 môn luôn á, em đi vòng vòng có bộ bán được. Em nói thiệt á, bây giờ cho em mổ bánh mì đi. Phải làm mẫu cho người ta thấy chứ tập cái này không à. Rồi, okay. Em ơi, chị ơi, chị mua về chị thêm một cái vít đi. Đây đây đây, có cái này. Quá, bất cập ơi. Con ăn bánh mì gì nè, này là bì bì với bánh mì chả. Con ngồi cho mẹ. Một bánh mì năm chầu, cảm ơn cô nhiều. Con bánh mì gì con? Con ăn bánh mì hay chả hay là bì chả? Bì chả đây. Bì chả ha. Một ổ bì chả. Rồi cô chờ con xíu nha. Dạ không lâu, con hứa với cô luôn. Rồi số 8, số 8 là nhanh lắm cô. Rồi bánh mì chả nè. Cho con đi cho cô này trước nha. Cô bay về Mỹ anh ơi. Dạ cho một cô số 8 trước nha, cô bay về Mỹ nha. Đây, em bộ. Đây 50.000 ổ bánh mì nha anh. Mì chả nha, số 8. Đây mì chả đây. Được cho ai thì chăm đưa cho mày. Em ơi có bánh mì chả với bánh mì bì chả thì em muốn ăn ổ nào? Dạ, cái nào cũng được.
rồi à, cái ổ thấp nhất là 20.000 tùy hỷ của mình nha, tại cái này là mình làm từ thiện á. Rồi em là một bị giả hả? Dạ, hai cũng được. Một bị giả, một ổ sao cũng được á chị. Một ổ sao cũng được rồi, ok em có luôn nha. Dạ cũng được. Dạ à, mở ngoặc ra giả thôi. Rồi đêm số 10 nha nè, để chị nhớ mặt hai bé rồi hồi chị đem qua chị giao cho tận nơi nha, rồi chị thu tiền luôn. Hai ổ là 100.000 đó hả? Hay là muốn thối lại? Thối lại ok, tiền thối rồi, chờ xíu một hồi nữa chị giao bánh mì chị thối cho em nha, là 2 ổ 40 thối là 60 nha. Cảm ơn em nha. Con bé nào muốn ăn bánh mì nữa không, ủng hộ chị đi. Em ăn sáng rồi chị. À, giờ em ơi, giờ này giờ chưa, mình ăn chưa đi, mình ăn chưa không, mình ăn chưa đi, trời ơi không em. Em ơi, có ăn bánh mì không em? Hình như người ta thấy tôi, người ta bỏ chạy chơi sao? Được rồi.
đây ăn bánh mì ba cử luôn. Hôm nay là có sự chuẩn bị rồi, em ủng hộ ổn mì 2 triệu như đã hứa. Em sẽ vô em nhắc qua Thùng nha. Còn 100 ngàn để đi ráp về đi quay. Dễ thương quá bà con ơi. Rồi em đi đi qua nhắc tiền qua đó nha. Ngày mai mình có bán nữa không anh? Không, anh bán ban ngày thôi. Hôm sau, hôm sau. Sau không anh? Có quay nè. Có 47 hay không ạ? Có 47 hả? Dạ, có 47 hả? Để rồi, để rồi. Cho nên sẽ thuận lợi thì cũng sẽ thuận lợi hơn và khó khăn hơn. Là anh ta chưa biết. Tới giờ này thì bánh mì nó hơi bị mềm, hơi dai. Không sao anh, vẫn ngon mà. Nhưng mà với răng đẹp, răng tốt như Hồ Bích Trâm thì không sao. Nhưng với mình, răng thứ mới, gặp hoài rồi. Nghe muốn xỉu luôn. Cẩn thận nha anh. Con mình có mấy cái thật vậy. Ồ. Mày quá mà không dám ra làng lên. Bây giờ là 12 giờ rưỡi. Biết sao không? Tại cái của anh bóc ớt á. Chứ anh đâu có ớt đẹp nè. Để bao tay anh bóc ớt cho cây. Đây, một miếng ớt đây. Đứa nào? Anh nói anh không bóc ớt nha. Thằng khốn nạn nào bỏ cái ớt này vô. Trời ơi trời. Trời ơi, thằng kia em chơi cho cái. Đứa nào hại ngủ tâm vậy? Không sao anh, cá miền Trung ăn ớt tốt. Ừ. Cho đứa cái khăn coi. Trời ơi, không mắc. Cho xin miền cái khăn ướt cho mấy chị ơi. Cho em một ly nước đó chị. Gì? Cảm ơn chàng Hiền Trinh. Cái túi gì? Bánh mì ăn. Hôm nay bên chị là không có bánh mì chay. Em ăn chay hả? Chỉ có bánh mì bì, bánh mì chả thôi. Ừ. Hai bánh mì chả. Cho chị hai bánh mì chả nha. Đừng để ớt nha em. Chờ xíu nữa bác. Sao mà để hương quá vậy? Cắn phải một miếng ớt nữa hay sao á? Sao ớt bên điện cay dữ trời. Ai? Thằng nào bỏ? Thằng Colorman dám bỏ ớt cho Hồ Bích Trâm cay quá đúng không? Đâu có ớt cho anh. Trời ơi, tàn nhẫn quá. Ai bóc lộn rồi? Có ớt này cho nó cay dữ vậy trời. Trời ơi trời. Ớt của anh nó cay rồi đó. Rồi anh đứng nghỉ ngơi xíu nha. Em đi bán tiếp đây. À, bán tới 12 giờ rưỡi xong em đi đắt đi quay. Rồi cảm ơn mọi người nha. Dạ. Tuần tới nhớ rảnh chị đổi của anh nha. Rồi, tuần tới em bán đâu anh? Chưa biết nữa, đang kiếm địa chỉ. Đang kiếm chỗ, đang xin đó. Ăn chín đi xong rồi có gì làm em qua em phụ em bán. Bạn rồi em vô nãy giờ đắt quá trời luôn nè. Được 800 mổ rồi đó. Cay quá. Dễ thương quá. Mọi người có đồng ý với mình không? Mười hai rưỡi rồi. Trời ơi, còn 7 tiếng rưỡi nữa. Làm sao tôi có thể sống qua con răng này? Kỷ lục luôn á. À, xin chào tất
ổ nữa là mình mới đi quay cho mọi người. Ai quá. Mọi người ơi, bây giờ tới giờ Trâm phải đi quay rồi, cho nên là Trâm không có thể nào mà phụ anh Colorman được. Hồi nãy giờ Trâm qua đây cũng còn cả tiếng rồi, thì cũng bán được một số ít bánh mì phụ cho anh Colorman thôi. Và mọi người nhớ tới bạn Hạnh Mo nha, để mà ủng hộ cho anh Colorman cũng như là chương trình ha. Hy vọng là mọi người tới nhiều để mà anh Colorman bán nhanh, để mà anh Colorman được về nữa nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, nhớ ủng hộ nha mọi người. Đây, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thank you.